Cây bắp Mỹ thích nghi tốt với thổ nhưỡng vùng đồng bằng sông Cửu Long. Cây cho trái to, hạt đều, nhiều người ưa chuộng. Đâu là giải pháp giúp cây đạt được tiềm năng năng suất giống? Những nội dung này sẽ có trong chương trình Canh tác thông minh ngày 13 tháng 3 năm 2022. Với phần tư vấn của Thạc sĩ Phạm Anh Cường, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền. Phân bón Đầu Châu, bạn đồng hành của nhà nông.